số lượng người nghe có thể là nó sẽ thu hẹp lại. Tóm lại là những cái điều gì cao siêu thì nó phải có một cái giới hẹp, chứ còn anh càng mở rộng người nghe thì bắt đầu anh càng phải thỏa hiệp. Nên là mình đã xác định đi theo cái con đường âm nhạc cổ điển này thì chuyện đó là chuyện tất nhiên rồi. Ngoài khí nhạc, ngoài thanh nhạc ra thì nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc còn sáng tác cho sân khấu, cho phim, và những tác phẩm này thì cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Vậy thì theo như nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thì sáng tác những tác phẩm cho khí nhạc, cho thanh nhạc và sáng tác nhạc cho phim hay cho sân khấu thì có sự khác nhau như thế nào? Cũng phải nói thành thực là nhạc viết cho sân khấu và nhạc cho phim ấy thì nó cũng là một cái nặng về kiếm sống đấy, nói thành thực như thế. Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cái mảng nhạc phim, nhạc sân khấu ấy thì nó vẫn là một cái gì đấy, nó cũng bổ trợ cho mình thêm về về nghề nghiệp, tức là nó cũng là một cái cửa để cho mình tiếp xúc với công chúng và cái nhạc của mình đến với được rất đông người, và là một với mình tìm được cái mẫu số chung để làm sao là tất cả mọi người có thể là cảm thông và có thể gọi là xúc động với cái âm nhạc của mình, cái cũng là một cái vấn đề. Thế nhưng mà chủ yếu những cái nhạc viết cho sân khấu với phim là vẫn là để phục vụ cho phim và sân khấu nhiều hơn là phục vụ cho cái chuyên ngành của âm nhạc. Vừa qua chúng tôi cũng được biết Phương Nam đã phát hành album đầu tiên có tên là Phác Thảo Mùa Thu với 12 tác phẩm trong tuyển tập 60 bản Romance cho hát với piano được thể hiện bởi ca sĩ Trọng Tấn và ca sĩ trẻ Hoàng Quyên. Và nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc dường như cũng là một nhạc sĩ rất tâm đắc với thể loại romance. Ông có thể chia sẻ với khán giả truyền hình về câu chuyện ông đã bén duyên thế nào với thể loại romance để hình thành nên tuyển tập 60 tác phẩm này? Thực ra là trước kia ấy là hội nhạc sĩ cũng đã làm cho tôi một cái album rồi, và trên Hồ Gươm Audio thì tôi cũng có ra hai cái album rồi, trong đó có những cái bài mà Trăng Chiều, Du Con Mùa Đông, Tan Hội Em Về, rồi là Biển Mưa, Tiếng Mùa Xuân thì đã có rồi. Nhưng mà thực sự sự là cái lúc đấy là mình vẫn cứ soạn phần đệm theo những cái kiểu như là phổ thông bây giờ, chẳng hạn nó có đàn óc, nó có trống các thứ. Nhưng mà bây giờ cái album Phác Thảo Mùa Thu là một cái album đầu tiên là chỉ có đệm bằng piano thôi, tức là đệm đúng với cái nguyên bản mà tôi viết ra. Tôi viết Romance từ năm 1975 và đến năm 1978 là đã được biểu diễn 5 bài do Trung Kiên hát rồi, thì tôi cứ viết dòng dã nhưng mà lúc cũng không có ý thức là làm thành tuyển tập đâu. Thế về sau thì thấy là nó cũng tương đối, và mình về trường dạy là một cái nên mình cũng muốn rằng là cái này này, mình cũng là có bàn đã đi đệm cho thanh nhạc nhiều, mình có tay nghề piano và mình phải viết một cái gì đấy để cho nó đánh dấu một cái bước, tức là chuyên nghiệp hóa cái nền thanh nhạc Việt Nam. Đấy là cái ý thức của tôi như thế. Thể loại romance thì đã được xếp hạng trong âm nhạc chuyên nghiệp. Vậy với những tác phẩm romance của mình, như nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc có chia sẻ là được viết từ những năm 1975 cho đến nay, thì ông muốn gửi gắm điều gì tới khán giả cũng như là muốn thể hiện những điều mới gì trong những bản romance này? Thực ra là mình cũng không có định là gửi đến cái gì cả, mà mình cứ làm theo cảm xúc của mình thôi. Tức là lúc ấy mình cảm hứng như thế nào, cái tâm trạng như thế nào thì mình sẽ làm theo những cái điều như thế thôi, tức là tiếng gọi của chính trong bản thân mình thôi. Tôi đã viết một cái bài ở trên Vietnamnet đấy, là về cái tập Roman của tôi, là nghệ thuật là ngôi đền thiêng chứ không phải chỗ kiếm trác, bởi vì tôi không không có mục đích để kinh tế ở trong đây, và hoàn toàn là nghệ thuật vì nghệ thuật, tức là mình cảm thấy là một cái điều gì đó mà mình xúc động, chẳng hạn về thiên nhiên đất trời, rồi về những cái tình cảm như thế nào đó thì mình cứ biết thôi. Còn với Phác Thảo Mùa Thu thì nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc kỳ vọng điều gì ạ? Phác Thảo Mùa Thu là tên một cái bài nằm ở trong cái tập 60 Roman một ca khúc ấy. Không phải là tôi đã chọn ra 12 bài đâu nhé, mà vì là cái ca sĩ này nó hợp với bài nào thì tôi đưa ra bài đó thôi, chứ không nghĩa là 12 bài là bài hay nhất mình chọn ra. Và bởi bản thân đối với tôi là 60 bài đó là như nhau, cái phẩm chất đầu tiên mà người ta nhìn vào đấy là chuyên nghiệp. Nhưng mà thứ hai, tức là viết cho thanh nhạc thì là tôi thiên về trái tim, thiên không đi vào kỹ thuật mà làm sao để truyền đạt được cái rung động của mình đối với người nghe. Em đêm
vào giấc mơ. Chim măng nắng phương Nam về chuồng tiêu hát, thao thức hàng cây. Chim măng gió xa xăm về trên cánh biếc, sao xuyến trời mây. Cho em thắp bình minh với mặt trời bên ngoài sao. Cho em hát tình yêu với nụ cười sau mùa đông. Em nghe tiếng chim quen tìm nhau sao duyên. Chùm hoa bừng giấc ngủ vì nghe tiếng bay chim về xứ sở sau một mùa viễn du. Hàng mi ngỡ ngàng khi lời đã ngỏ bàn tay. Sĩ Đặng Hữu Phúc cũng đã chia sẻ với chúng tôi rằng công chúng Việt Nam thì chưa quan tâm tới âm nhạc chuyên nghiệp, và cũng chính vì điều đó mà rất là nhiều nhạc sĩ họ chạy theo thị trường, họ sáng tác những ca khúc thị trường như là một cách để mà giúp họ nổi danh hơn. Vậy thì tại sao trong suốt nhiều năm qua thì chúng tôi vẫn thấy nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc gắn bó với âm nhạc chuyên nghiệp? Mình làm tức là theo cái ý thích của mình thôi, chứ còn ngoài cái ra mình không quan tâm đến chuyện gì khác cả. Thì nếu mà mình mà làm được đạt ý thích của mình và mình cảm thấy đây mới là hay thì mình luôn luôn làm theo cái điều đó, chứ không phải nghĩ là làm thế này nó mới nổi tiếng, làm thế này mới thu được nhiều tiền, thì tôi không bao giờ làm như thế cả. Ngay cả những cái đĩa album của tôi là chúng là một người bạn người ta thích quá, người ta cảm động, người ta bỏ tiền ra người ta in cho tôi, chứ tôi cũng không có tiền. Và những cái đêm diễn chẳng hạn, đấy là hoàn toàn họ cũng là tự nguyện hết. Trong năm 2011, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc có dự định gì cho công việc sáng tác của mình cũng như là những tác phẩm của mình? Ông có thể chia sẻ với khán giả được không ạ? Thực ra là bây giờ tôi tập trung vào khí nhạc, cho nên là tôi cảm thấy một cái tập 60 roman ca khúc bao giờ mà ra được tất cả thì cũng là tương đối đầy đủ rồi. Thứ hai tức là tôi còn có một cái tập gọi là 10 bài a cappella. Ở đây tôi có ý thức viết thành một cái tổ khúc thanh nhạc. Tôi còn có một cái hợp xướng đất nước lời thơ Nguyễn Đình Thi nữa. Thì tôi cảm thấy là lĩnh vực thanh nhạc như thế là mình làm cũng là tương đối rồi. Mình sẽ quay lại vào một lúc nào đó, nhưng mà bây giờ tôi muốn tập trung vào khí nhạc, bởi vì cái đấy nó có nhiều thách thức về chuyên môn hơn. Vậy thì chúng tôi xin chúc cho những dự định của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc trong năm 2011 sẽ sớm được thực hiện, và chúc cho ông sẽ có được nhiều khán giả yêu và thực sự hiểu những tác phẩm của mình. Rồi, xin cảm ơn.